Xin chào anh chị em, Đam Mê Liên Quân, lại là mình Bob Liên Quân đây. Chỉ khoảng tầm 2 tuần nữa thì mùa 24 sẽ chính thức khép lại. Mình cũng làm khá những chủ đề về top tướng rồi nhỉ. Thì nhân dịp cuối mùa, mình sẽ làm video tổng hợp những vị tướng có tỷ lệ thắng cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. À mà các bạn đừng nhầm lẫn giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ chọn tướng đó nha. Như tiêu đề thì chúng ta sẽ bắt đầu với top lane trước nhé. Và trước khi vô chuyên mục chính thì đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây, nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Bob Liên Quân để tiếp thêm động lực cho bọn mình nha. Ok, giờ thì let's go thế nào. Tưng bừng khai trương, không lấy lời, chỉ lấy khách. Đến shop blq.com, nick đã rẻ, nay còn rẻ hơn với kho liên quân giảm 50% dịp khai trương lớn. Shop hơn với tỷ lệ trúng nick VIP khi random, lên đến 80% cơ hội nhận nick siêu VIP. Khai trương lớn nhận quà lớn tại shop blq.com, đường link để dưới phần mô tả nha. 1. Atriss. Đứng đầu là một cô nàng đấu sĩ xinh đẹp nhưng lại ít khi được mình nhắc đến. Chỉ số thắng của Atriss lên đến 54,9%, cao nhất trong tất cả các đấu sĩ khác. Đây là một vị tướng có khả năng công thủ đều rất tốt, phạm vi gây sát thương gây ra cũng cực kỳ lớn. Ngoài ra chiêu cuối của Atriss còn có khả năng gây ra sát thương chuẩn. Thử đi sâu vào các chi tiết cùng mình nha. Thì nội tại kiếm tâm của Atriss giúp mỗi lần đánh thương chống địch sẽ giảm 1 giây thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2. Chiêu 1 thì Atriss sẽ quạt thanh kiếm gây sát thương kẻ địch lân cận. Mỗi tướng địch trúng phải sẽ giúp Atriss nhận 15% tốc đánh và 5% xuyên giáp, tối đa được 3 lần và kéo dài trong vòng 5 giây. Chiêu 2 thì Atriss sẽ lướt tới và đánh thương tiếp theo trở thành đột kích làm chậm kẻ địch và nhận được lá chắn chặn sát thương trong tới 3 giây. Đến với chiêu cuối là cự kiếm thì Atriss sẽ tụ lực trong 1,5 giây giúp bất tử và miễn khống, sau đó sẽ quạt kiếm gây sát thương chuẩn và làm choáng nạn nhân trong 1 giây. Ngoài ra thì cũng sẽ kèm hút máu 100%. Chiêu này để tung chiêu hợp lý trúng các ổ tìm địch thì khả năng thắng của team cũng sẽ là rất cao. Mà nói vậy thôi chứ chiêu này thì rặn hơi lâu nên chống chỉ định với những thanh niên cơ động, chứ để quạt vào không khí thì cũng hơi quê nhẹ kéo dài đó nha. Tuy là sát thương trong trận tranh tổng tốt, tuy nhiên nếu mà đối đầu với các vị tướng bay nhảy như là Nakroth, Zuka thì cũng rất dễ bị cấu máu nha. 2. Wonder Woman. Ủa mà tướng DC sắp biến mất khỏi vũ trụ liên quân rồi đó. Có bạn nào giờ chưa đủ các tướng không, giơ tay điểm danh cái đi. Chỉ số thắng của Wonder Woman là 54,4% nha. Đây cũng là một vị tướng công thủ toàn diện khác mà mình khá thường xuyên sử dụng trên đường top của mình dạo gần đây. Với nội tại là khiên thần lực thì đánh thương thứ 3 sẽ phóng đến kẻ địch phía trước, gây sát thương chuẩn và làm chậm 50%. Cô nàng cũng sẽ được hồi lại một chút máu. Đến với chiêu 1, khiên kiếm liên kích, đọc cái tên chiêu mắc mệt ghê bay thì chiêu này Wonder Woman sẽ lướt đến phía trước tấn công kẻ địch và làm chậm đối phương 20%. Ngoài ra thì cô nàng cũng sẽ được miễn thương 10% trong 3 giây. Ngoài ra thì ở lần dùng chiêu thứ 2, cô nàng sẽ kích hoạt được nội tại quăng cái mâm tới kẻ địch phía trước. À giờ đến với chiêu 2, chiêu này mình khá là thích luôn. Thì Wonder Woman sẽ quăng dây thương ra cho kẻ địch. Nếu kẻ địch mà còn hơn 50% máu thì cô nàng sẽ nhảy tới chỗ của đối phương. Còn nếu đối phương dưới 50% máu thì kẻ địch sẽ bị kéo ngược lại về phía của Wonder Woman. À mà sau khi quăng dây thương trúng địch thì kẻ địch có bị làm choáng một chút đó nha. Đến với chiêu 3 ha, thì Wonder Woman sẽ phóng năng lượng gây sát thương vật lý, gây choáng kẻ địch trước mặt 1 giây. Đồng thời bản thân và đồng minh phía sau sẽ nhận được lá chắn trong 3 giây, tăng tốc chạy tổng 1 giây. Trong suốt khoảng thời gian này, khi cô nàng tụ lực thì Wonder Woman còn được tăng 50% miễn thương khống chế. Nói sao ta, mình thấy cô nàng này rất là đa dụng luôn. Thường thường là đi top, đôi khi là rừng, muốn thì mang đi mid cũng đều được. Vị tướng này mở giao tranh rất là tốt nữa. Thêm nữa, khả năng bắt chủ lực bằng dây thương cũng là nỗi khiếp sợ đối với đứa nào mà còn dưới 50% máu đó nha. Nhờ nội tại gây ra sát thương chuẩn thì mình không hề sợ phải đối đầu với bất kỳ đấu sĩ nào đâu, trừ thanh niên này ra. Tuy nhiên thì chiêu của cô nàng này hồi khá là lâu, thêm nữa mấy con cơ động quá thì chạy không lại thôi. Với đầu game và giữa game thì các bạn có thể lộn từ lane này sang lane khác, chọc phá địch muôn nơi đều rất là ok. Tuy nhiên cuối game thì nên đi chung với team, tránh rượt địch bỏ team bơ vơ giữa chợ. Thêm nữa lúc máu địch còn trên 50% thì cân nhắc dùng chiêu 2 cho hợp lý nha, chứ đang còn có chấm máu mà đòi quất ngựa tree farm thì cẩn thận là bị ngựa đá đó nha. Con này dạo này hơi thích chơi nên cho phép nó nhiều xíu nhé. 3. Rocker. Cùng phần trăm là 54,4% với Wonder Woman, nhưng Rocker được xếp ở vị trí thứ 3. Có ai mà giờ này còn hỏi sao thấy Rocker cũng bắn xa xa tưởng AD nhưng lại là đấu sĩ không ạ? Thì vị tướng này có một điều đặc biệt là càng đánh gần thì lượng sát thương gây ra lại càng cao, nên đánh với tướng này thì các bạn nên xa chút, chứ để ông này áp sát thì khả năng sống sót gần như là bằng không luôn đó. Nội tại của anh chàng này có khả năng giảm từ 6 đến 20 giáp của kẻ địch trong vòng 6 giây, cộng dồn tối đa đến 12 lần. Chỉ có 2 mũi tên ở giữa mới có khả năng gây ra chí mạng và hiệu ứng
đánh nhạ. Cái nội tại này sẽ giúp cho Roker đối đầu cực tốt với các vị tướng lên nhiều giáp nè. Còn chiêu 1, Roker sẽ được tăng 40% tốc chạy trong 1,5 giây, đồng thời bắn ra mũi tên đặc biệt trong đợt đánh kế, gây lượng sát thương vật lý mỗi mũi. Trúng 4 mũi tên thì đối phương sẽ bị giảm tốc chạy đá nhạ. Chiêu 2 là xung phong thì Roker sẽ lướt đến để tiếp cận mục tiêu cực kỳ tốt, hoặc dùng để tháo chạy khi gặp các tình huống nguy hiểm. Ngoài việc gây sát thương thì chiêu này còn có hiệu ứng đẩy lùi một xíu xiu. Nếu có nạn nhân trúng chiêu thì Roker sẽ được giảm 2 giây hồi chiêu. Chiêu cuối là càng chiến càng hăng. Nghe cái tên chiêu máu quá anh em ơi, thì Roker sẽ loại bỏ được mọi trạng thái khống chế hiện tại, tạo lá chắn đến 1200 sát thương. Miễn là còn lá chắn thì Roker sẽ còn được miễn khống và khiến một đòn đánh hoặc chiêu thức chuyển hóa 50% sát thương gây ra thành giá trị cộng thêm cho lá chắn. Đặc biệt anh chàng này còn được tăng công vật lý và 120 giây, hiệu ứng này sẽ kéo dài trong 6 giây. Nãy giờ toàn nói về ưu điểm thôi, mình xin nói xíu về khuyết điểm của anh chàng này hạ. Thì với năng lực bù trừ khi bắn xa, sát thương gây ra của Roker sẽ từ yếu đến rất yếu. Thêm nữa mình thấy cho Roker thì cũng hơi phụ thuộc vào chiêu cuối và khả năng cơ động của anh chàng này cũng không phải là quá tốt đâu nha. 4. Vred 52,1%. Một cô nàng xuất hiện thì cũng khá nhiều trong các video của mình. Mình còn làm hẳn một video về cẩm nang của Vred, các bạn có thể tham khảo ở góc phải màn hình ạ. Thì Vred có nội tại khá mạnh khi tích đủ 4 lần đánh thường sẽ lắc vòng tấn công kẻ địch. Ngoài ra Vred còn được hồi lại một lượng máu ở các pha giao tranh đông người, sẽ là nơi yêu thích của cô nàng vì máu càng thấp thì tỷ lệ hút máu sẽ càng cao, tối đa có thể lên đến 80-150%. Ngoài ra nội tại này còn giúp chiêu 1 và chiêu 2 của Vred được giảm 1 giây, chiêu 3 được giảm 2 giây và được miễn khống chế trong lúc lắc vòng tập thể dục. Ngoài ra cô nàng còn có thể tích nội tại nhờ vào chiêu 1 và chiêu 2 là song xích và xiên xích để lắc vòng nhanh hơn. Vì các chiêu thức có thời gian hồi chiêu khá nhanh, thêm nữa không tốn năng lượng sử dụng thì Vred có thể thoải mái băng xả kéo dài giao tranh cực kỳ tốt. Chiêu 3 của Vred là đoạt mệnh xích, còn có khả năng gây ra sát thương chuẩn và khiến Vred tiến vào trạng thái thèm huyết, tăng được một lượng lớn công vật lý, phần trăm xuyên giáp. Tuy nhiên thì ở giai đoạn cuối game thì mình cảm thấy Vred khá là đuối, nên nếu kẻ địch lên đao hoặc là sách truy hồn, thêm nữa Vred cũng dễ bị câu máu thả diều khi gặp các tướng cơ động khác. Các chiêu thức của Vred cũng là chiêu định hướng, nên các bạn cũng cần phải luyện tập nhiều khi đem vào giao tranh nha, chứ không phải là cứ tỷ lệ thắng cao thì cầm đâu là thắng đó đâu đó. 5. Amelie 51,9%. Một cô nàng chân dài tới lách, đôi chân bạc tỷ đá thăng nào bay màu thăng đó. Amelie cũng không còn xa lạ gì với các anh em game thủ đúng không nào. Với nội tại là đơn đả độc cước, Amelie sở hữu khả năng chiến đấu điêu luyện, khiến các đòn đánh thường và liên hoàn cước chỉ trúng một mục tiêu thì sẽ gây ra thêm 50% sát thương. Amelie phóng tan đao công kích mục tiêu. Vũ khí này nảy lan tối đa 4 lần gây sát thương vật lý kèm hiệu ứng làm chậm 30% tốc chạy. Riêng nạn nhân đầu tiên sẽ bị làm chậm 50% tốc chạy trong vòng 1 giây. Sau khi công kích hết các mục tiêu, lưỡi đao này trở về bản thân giúp Amelie được tăng 20% tốc chạy và 15% tốc đánh trong 3 giây, hồi 6% máu tối đa, đồng thời giảm 30% thời gian hồi chiêu 1. Đến với chiêu 2 là liên hoàn cước, Amelie lướt theo hướng chỉ định tung hai cú đá, gây sát thương vật lý, đặc biệt là cú đá thứ hai sẽ gây hiệu ứng hất văng. Chưa kể sát thương còn giúp cường hóa đòn đánh thường kế tiếp, gây sát thương vật lý kèm hiệu ứng đòn đánh. Sau khi thoát khỏi giao tranh, Amelie còn được tăng tốc chạy và 1% hồi máu và năng lượng tối đa mỗi giây. Đến với chiêu cuối thì sau 1 giây vận công, Amelie gây sát thương phép diện rộng và cường hóa bản thân giúp tăng 100 công vật lý, 50 tốc chạy, 60 miễn thương. Suốt thời gian cường hóa, Amelie gây sát thương lên kẻ địch lân cận mỗi giây, hiệu ứng kéo dài 8 giây. Nhờ bộ kỹ năng này mà Amelie solo đường rất tốt, thêm khả năng miễn thương ở chiêu cuối giúp cô nàng băng càn trong giao tranh và quẩy banh nóc cái nhà địch. Tuy nhiên thì đây cũng là một vị tướng không quá cơ động, nên các bạn cần chọn vị trí đứng thích hợp và tránh trường hợp bị cấu máu thả diều khiến cả đội mất lợi thế trong giao tranh. 6. Ryoma. Đứng cuối danh sách này với 52,1%, Ryoma vẫn được người người nhà nhà tin dùng trong cả trận đấu hạng lẫn các giải đấu lớn nhỏ. Với nội tại là kiếm quyết, sau mỗi 5 giây, đòn đánh kế của Ryoma sẽ phóng ra kiếm khí gây 20% công vật lý sát thương vật lý, đồng thời giảm 50% tốc chạy của những mục tiêu trúng chiêu. Trong 2 giây, nạn nhân trúng rìa chiêu sẽ phải chịu thêm 40% sát thương. Các bạn hãy tận dụng nội tại này để cấu rìa địch một cách hiệu quả và có thể kết hợp với các chiêu thức để tận dụng các hiệu ứng làm chậm và lượng sát thương lớn gây ra. Đến với chiêu 1 là thân hành bách biến, Ryoma nhảy lùi lại để tung một đường kiếm cực mạnh gây sát thương vật lý. Nếu chiêu thức đánh trúng tướng địch hoặc vượt địa hình thì anh chàng sẽ được sử dụng chiêu này lần 2 trong 4 giây kế tiếp. Đây là chiêu thức giúp Ryoma trở nên cơ động hơn. Hãy tận dụng lính và các địa hình không quá dày để kích hoạt lần lượt thứ hai của anh chàng này hạ. Đến với chiêu 2 là nhật kích tất sát, mình hay gọi chiêu này là chọc tiết heo đó. Thì Ryoma sẽ chọc kiếm chớp nhoáng gây choáng cho kẻ địch 0,75 giây. Tuy nhiên thì bạn cần canh khoảng cách một chút, chứ địch đứng quá gần thì chỉ gây ra sát thương vật lý
chứ hỏng có miếng choáng nào đâu anh nha. Đến với chiêu cuối là loạn trảm, anh chàng sẽ đâm kiếm liên tục về phía trước gây sát thương vật lý và giúp Ryoma hồi được một lượng máu khá khủng. Theo mình thấy thì Ryoma khá mạnh về đầu trận, nếu biết lăn cầu tuyết sớm thì sẽ giúp đội có cơ hội thắng cao hơn. Tuy nhiên thì phạm vi các chiêu khá là nhỏ nên đòi hỏi các game thủ phải tính toán một cách chính xác để tránh chọc kiếm vào không khí gây mù mắt đồng đội và đồng địch nha. Và trên đây là top những vị tướng có tỷ lệ thắng cao nhất mà mình đã tổng hợp lại cho anh em. Nếu anh em thích series này thì hãy để lại một chiếc bình luận bé bé phía bên dưới hạ. Nếu như anh em có muốn tụi mình làm về top khắc chế vị tướng nào mà anh em cảm thấy là khó khăn trong quá trình leo rank của mình thì đừng quên là để lại comment bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những nội dung tiếp theo. Bye bye!